hello mọi người nói tới thánh la reviews mình phải gọi là thánh la reviews như cái cách mà các bạn hay dùng là tại vì Nhắc đến thánh này, Vincent chỉ có biết lắc đầu thôi Vừa lắc đầu vì cái sự gọi là kinh ngạc, vì sự há hốc mồm Khi mà mình xem một cái anh chàng trẻ tuổi mà có sức khỏe rất là khủng khiếp Nhưng cũng đồng thời lắc đầu với cái chuyện ego lifting Với cái chuyện là bị rất rất nhiều chấn thương Và có rất là nhiều những cái sự sai trái trong cái cách tiếp cận về chuyện tập luyện còn trong video hôm nay thì Vincent sẽ gọi là review về cái màn mà Larry Wills công bố là mình tạm thời dừng dùng đồ hàng và trở thành một cái người là có thể nói là tạm nghỉ sau rất rất nhiều năm theo đuổi cái lối sống là dùng đồ hàng tập luyện cực kỳ khủng khiếp và chắc chắn rồi trong video này thì mình sẽ trình bày chủ yếu là quan điểm cá nhân thôi để thảo luận vui các bạn và cũng cảm ơn các bạn đã gửi câu hỏi cũng như đừng quên ủng hộ Vincent bằng cách like, share, subscribe, comment ý kiến của bạn bên dưới nói về larry wills thì mình cũng đã làm những cái video reaction về cái chuyện là larry wills chấn thương như thế nào và tập luyện với larry wills thì nguy hiểm như thế nào nó có một cái câu rất là buồn cười ở trong cái thế giới fitness nói chung đó là Hãy tránh xa Larry Wills ra Nếu bạn muốn tập luyện là tại vì Larry Wills có một cái concept tập luyện Hay là có một cái lối sống Mà bản thân Vincent không có ủng hộ Đó là lối sống là hy sinh tất cả Để cho cái chuyện là tăng cái PR Tăng cái personal record Cái này là một cái Mà bản thân Vincent thì cảm thấy là Dù Larry Wills có đạt được rất là nhiều thành công Đạt được rất là nhiều lợi ích Từ cái chuyện là Quảng bá PR, cái lối sống PR này Nhưng thực tế mình khuyên các bạn là các bạn không nên theo không nên tập theo không nên làm theo cái lối sống rất là nguy hiểm này đặc biệt ở trong chuyện tập luyện các bạn cứ thử nhận xét xem là các bạn có bao giờ thấy một cái người mới 27 tuổi thôi 27 tuổi là kém với Vincent rất là nhiều và phải gọi Vincent bằng chú ấy thì các bạn nghĩ xem có ai 27 tuổi mà bị chấn thương nhiều như ra review trong cả một cái ngành công nghiệp này tất cả bộ môn liên quan đến sức mạnh sức khỏe và thể hình nói chung chưa có một ai mà bị chấn thương nhiều như Larry nếu mà kể ra một cái phần trên cơ thể của Larry Wills mà chưa bị chấn thương ấy thậm chí Vincent còn phải mất một lúc mình mới tìm ra những cái phần rất là nhỏ nhỏ thôi Larry Wills bị chấn thương rất rất là nhiều và cái phong cách tập luyện là một cái phong cách mà mình cảm thấy là à, các bạn không nên tập theo đó là ego lifting bị cái tôi rất rất là lớn cho thấy là chưa có được một cái đầu lạnh tức là mình có một trái tim nhiệt huyết mình có một bầu mau nóng nhưng mình cần phải có một cái đầu lạnh nữa chứ còn larry wills là cảm thấy rất là vội vã phải đạt được những cái thành tích giống như kiểu mà mình là một cái người siêu nhân trên trái đất này nên là mình cứ cố gắng đẩy bản thân tới những giới hạn mà có thể cái cơ thể tự nhiên của mình ấy, cái hệ thống của mình ấy, nó không có đáp ứng được nó không có khủng khiếp như mình nghĩ dù sao một cái người mà dùng đồ hàng từ năm rất là trẻ như vậy ấy, cũng là một cái trường hợp hiếm trong cái làng gọi là powerlifting hay trong cái làng strongman là tại vì thực ra xây dựng sức khỏe thì mình lại cần sử dụng đồ hàng ở đúng cái lúc thôi mình phải xây dựng cái sức khỏe gọi là tự nhiên gọi là raw nhất gọi là nguyên bản nhất của mình ở trong giai đoạn tự nhiên tốt nhất đấy là tại vì nó còn liên quan đến xương khớp nó còn liên quan đến rất là nhiều yếu tố khác nữa để cái hệ thống của mình nó khỏe mạnh thì lúc đó nó mới có thể là nhờ vào những cái chất này chất kia bước lên đỉnh cao nhưng cái con đường của Larry Will cũng là một con đường đặc biệt nên có thể với cái con đường đặc biệt như thế thì Larry lúc này dừng lại là một quyết định đúng đắn để mình có thể điều chỉnh lại rất là nhiều thứ. I cannot produce testosterone naturally. So I'm going to be on testosterone replacement therapy. Một cái điều mình rất là thích ở Larry Wills đó là Larry chia sẻ rất là thẳng thật về cái chuyện mình dùng đồ hàng từ rất là sớm, từ 16, 17 tuổi và mình gọi là sử dụng đồ hàng và theo đuổi cái lối sống này để xây dựng cái sự nghiệp của mình. Thì đây là một cái điều mà rất là thẳng thật. Tuy nhiên nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của Larry Wills là tại vì bây giờ Larry Wills kết thúc cái chuyện dùng đồ hàng tạm dừng nhưng vẫn phải sử dụng TRT vẫn phải sử dụng liệu pháp thay thế testosterone và chắc chắn rồi cái chuyện mà sử dụng đồ hàng rất là sớm như thế thì mình cũng phải nói lại nó sẽ ảnh hưởng tới cái khả năng sinh sản cũng như ảnh hưởng tới khả năng mà sản xuất testosterone tự nhiên của bạn rất rất là lâu dài và có thể là mãi mãi nó sẽ đóng lại cái khả năng sản xuất testosterone tự nhiên của các bạn nên các bạn cần lưu ý cái chuyện này còn bản thân Larry Wills thì đối với Vincent cũng đánh giá là do mình sử dụng đồ hàng mà do mình theo đuổi cái lối sống đó quá sớm không có chuẩn bị về mặt tâm lý lên tạo ra một cái, có thể nói là một cái phần ego, một cái phần cái tôi rất là lớn cảm giác như mình là siêu nhân và mình luôn bị vội vã, luôn bị vội vàng trong cái chuyện tập luyện quits on it. và thực tế đối với Vincent thì cái chuyện dừng lại ở thời điểm hiện tại của Larry Wills hoàn toàn là tốt, tốt cho cái việc là sẽ giúp cho Larry Wills đạt được cái mục tiêu sớm hơn dù mục tiêu của Larry Wills là gì là tại vì Larry Wheels, trong những cái quãng thời gian vừa qua thì thử rất là nhiều thứ thử bộ môn vật tay này cũng thất bại cũng có thể nói là không đạt được cái thành tích gì này rồi thử bộ môn là thể hình cũng không đạt được bất cứ cái thành tích gì lớn lao ở cấp độ là pro cả mà chỉ có cái lifestyle là PR cái lifestyle gọi là personal record thực tế đó là cái lifestyle chính của Larry Wills thì theo Vincent Larry Wills lên dừng lại và tìm kiếm tất cả những cái cách thức, tất cả những cái sự hỗ trợ để làm cho cái con đường chinh phục cái mức tạ 1000 pound của mình ấy được đúng đắn hơn, được tập trung hơn, được chuyên biệt hơn thay vì cứ lúc này thích cái này, lúc này thích cái kia và bị sao nhãng bị quấy rối bởi rất là nhiều những cái công việc khác cũng phải nói thêm là cái chuyện một cái fan base một cái lượng theo dõi nhiều như larry wills và xây dựng những cái công việc kinh doanh thì nó cũng rất là bận rộn rất dễ bị sao nhãn tuy nhiên dù sao mình tập trung mình dừng lại mình xem xét lại để tìm ra được là mình sẽ có một kế hoạch tốt hơn để chinh phục một cái mục tiêu mà larry chia sẻ là mục tiêu của đời mình thì chắc chắn đối với thì theo Vincent đó là một cái quyết định rất là đúng đắn và mình cũng hoàn toàn ủng hộ quyết định này còn chắc chắn rồi nếu mà bạn muốn học theo Larry Wills nếu mà bạn muốn trở thành Larry Wills thì mình cũng phải nói thẳng là tất cả đều có khả năng xảy ra đó nên các bạn hãy học những cái sai lầm học những cái điểm chưa tốt này học kể cả là những cái mà các bạn cảm thấy là Vincent nói về thần tượng của các bạn chẳng hạn là các bạn cảm thấy là không vui nhưng các bạn hãy biết học những cái ý kiến trái chiều như thế chắc chắn giống như là Larry Wills cũng phải bắt đầu biết lắng nghe những cái ý kiến những cái lời khuyên trái chiều từ rất là nhiều người như Greg Doucette chẳng hạn để mình có thể dừng lại, có thể đừng vội vã, có thể chậm lại và biết đâu sẽ tìm ra được một cái hướng mới tốt hơn và sẽ tìm ra cái cách để đạt được cái mục tiêu này một cách xứng đáng hơn và thậm chí là có thể deadlift hơn nữa, có thể lập kỷ lục như Thor có thể lập kỷ lục như là Arthur Bonson chẳng hạn đây là những cái điều hoàn toàn có thể xảy ra với một cái người trẻ như thế và sở hữu một cái sức mạnh khủng khiếp như vậy còn chắc chắn rồi, video này thì Vincent chỉ trình bày dưới cái khía cạnh là ý kiến cá nhân thôi nếu các bạn đồng ý hay không đồng ý các bạn hãy cho Vincent comment bên dưới. Đừng quên like, share, subscribe nếu các bạn chưa subscribe để ủng hộ kênh. Rất là cảm ơn mọi người. Vincent sẽ sớm trở lại trong những video tiếp theo. Rất là cảm ơn các bạn.